Thưa quý vị, một tin vui cho nam giới bị giảm ham muốn, xuất tinh sớm, đã điều trị nhiều nơi, chưa khỏi. Một phương pháp mới của bác sĩ Nguyễn Xuân Giao, nguyên là trưởng khoa đông y thực nghiệm Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, với hơn 30 năm kinh nghiệm, đã giúp cho nam giới tăng ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ một cách nhanh chóng. Đó là sản phẩm dạng cốm đầu tiên ứng dụng cây nhục dung cam túc vào việc hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Một khảo sát thực hiện năm 2017 cho thấy tình trạng nam giới gặp trục trặc về vấn đề sinh lý tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Có đến 20-30% nam giới mắc chứng xuất tinh sớm, trong đó cứ 100 nam giới trên 30 tuổi thì có đến 30 người bị rối loạn cương dương và một nửa trong số này bị ở mức nghiêm trọng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Giao từng theo học Đại học Y Hà Nội từ năm 1976. Sau đó, ông công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương từ năm 1983 đến năm 2014, từng giữ chức trưởng khoa đông y thực nghiệm. Ông là thạc sĩ nghiên cứu viên chính, tham gia các đề tài nghiên cứu về thuốc y học cổ truyền từ tất cả các cấp, đề tài cấp cơ sở đến đề tài cấp bộ, cấp nhà nước. Ông còn tham gia giảng dạy cho trường Cao đẳng Y Bắc Ninh và hiện tại là trường Đại học Thành Đô, được đánh giá là một trong những thầy thuốc có đóng góp lớn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Giao, nguyên nhân chính dẫn tới suy giảm chức năng sinh lý là do suy giảm nội tiết tố nam giới, testosterone, là yếu tố quyết định phong độ của phái mạnh. Testosterone suy giảm tự nhiên theo độ tuổi. Khi càng lớn tuổi, testosterone sẽ càng giảm đi. Ở nam giới khỏe mạnh, nồng độ testosterone là 300-1200 nanogram. Sau tuổi 30, hoạt động của tinh hoàn suy giảm 2% mỗi năm dẫn đến sự suy giảm nồng độ testosterone trong máu, gây ra không ít rắc rối cho nam giới, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và hạnh phúc gia đình của họ. Theo quan niệm của đông y, suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới còn được gọi là chứng dương quy. Nguyên nhân gây ra bệnh là do khí trệ, huyết ứ, thận hư và thấp nhiệt. Mỗi nguyên nhân gây bệnh cụ thể sẽ có những triệu chứng điển hình để nhận biết. Xét trên phương diện tổng quát, bệnh thường có biểu hiện đặc trưng như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương. Do đó, đông y tập trung vào việc bồi bổ tạng thận, lưu thông khí huyết, tăng cường sức mạnh từ bên trong bằng loạt các thảo dược quý như ba kích, sâm cau, đông trùng hạ thảo, rễ đinh lăng, dâm dương hoắc, nấm ngọc cẩu và đặc biệt là củ nhục thung dung ở sa mạc Mông Cổ khô hạn. Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng trong nhục thung dung có chứa loạt các axit amin có tác dụng kiềm chế quá trình lão suy và kéo dài tuổi thọ, tăng thể lực, tăng cường khả năng miễn dịch, kích thích, điều hòa hoạt động của tuyến thượng thận, khắc phục tình trạng chức năng tuyến thượng thận bị suy giảm. Người dùng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm Xuân Dược Vương của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Giao. Không chỉ có công dụng tăng cường sinh lý nam, sản phẩm này còn có tác dụng bổ thận, tráng dương, mạnh gân cốt. Xuân Dược Vương được phát triển từ bài thuốc cổ phương tuân theo nguyên tắc quân thần tá sứ. Dược liệu đầu vào được lựa chọn dược liệu tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kiểm định trong dược điển. Bào chế đúng phương pháp của y học cổ truyền kèm theo các bí quyết riêng. Được lựa chọn từ những vùng dược liệu đặc biệt, nhung hiêu phải ở Sắc Bi, đông trùng phải ở Tây Tạng, ba kích thiên ở Quảng Ninh. Và đặc biệt, củ nhục dung non, cam túc phải ở vùng cao nguyên Nội Mông. Áp dụng công nghệ chiết xuất tầng sôi, đảm bảo nhiệt độ thích hợp, tách chiết 100% hoạt chất mà vẫn giữ nguyên được tác dụng sinh học. Chế phẩm bào chế ở dạng cốm tam giúp cho cái chuyển hóa hấp thu trong cơ thể được nhanh nhất. Đặc biệt, chế phẩm được chia làm 3 loại tương ứng với triệu chứng như là xuất tinh sớm, giảm ham muốn hay rối loạn cương. Để làm chậm quá trình suy giảm nội tiết tố nam giới, ngoài việc tham khảo sử dụng các thực phẩm tốt, phái mạnh cần tăng cường luyện tập thể dục thể thao, xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, tăng các thực phẩm bổ sung testosterone nội sinh như hải sản, thịt đỏ, rau xanh, hạn chế tối đa thực phẩm làm suy giảm sinh lý như nội tạng động vật, các món ăn nhanh, chiên xào, nước ngọt có ga, thịt mỡ, đậu phụ, rau răm. Xuân Dược Vương, sản phẩm tăng cường sinh lý nam dạng cốm tan, được nhiều nam giới sử dụng nhất năm 2020. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.